Xin kính chào quý toàn thể anh em chiến hữu gần xa và tất cả những anh em đồng nghiệp ha. Lời nói đầu tiên cho phép được gửi là cảm ơn và là chúc sức khỏe đến quý toàn thể anh em mình ha. Chúc anh em một ngày tràn đầy năng lượng, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài nha anh em. Thì không biết chỗ người của anh em mình cũng có một số tỉnh, một số vùng đang có mưa, thì cũng anh em cũng đang hối mình ha, những đơn hàng anh em đặt rồi đó, em cũng cố gắng hoàn thiện để sớm nhất trả đơn hàng cho anh em mình ha. Đó. Thì em cũng không biết tình hình cũng anh em cũng cần gấp á, em cũng cố gắng phục vụ cho anh em mình, thì hôm nay cũng trả hai đơn hàng gấp cho anh em chiến hữu tiếp theo này nha. Thì chỗ em thì cũng trời ơi rồi, cũng sắp mưa chứ nhưng mà chưa có thấy mưa nha anh em. Còn chỗ những chỗ anh em cũng có một số vùng mà mưa cũng khá là lớn đó, những mùa đầu mùa ha, khá lớn. Thì cũng mùa mưa cũng là cái mùa của thu hoạch của anh em mình ha. Thì những anh em đặt máy tiếp theo anh em đó, thì khi nào hoàn thiện máy em sẽ cố gắng trả hàng sớm nhất cho anh em mình có thể ha. Rồi hôm nay cũng xin phép trả hai đơn hàng cho anh em chiến hữu tiếp theo là con máy 8 feet IGBT Auto mạ ngọc lợi phèn tạp chất ha. Máy đó đến tầm trung nha, trả hàng cho anh em ở Sóc Trăng nha, anh Tú nha, là khách hàng đầu tiên đơn hàng bên em. Còn đơn hàng tiếp theo là đơn hàng con máy là 12 feet lớn là chạy em 65 là băm LC, băm cách ly cho anh em mình ha, chuyên đánh nước ngọt, ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn, ngọt nhiễm tạp chất ha. Đây là đơn hàng là cho anh em khách quen nha, anh em mình cũng mua làm 3-4 máy rồi anh em ha. Bây giờ anh quay lại ủng hộ thêm ha cho người quen. Thì thiết kế cho anh phiên bản này là hộp nắp trong nha, nhìn xuyên thấy xuyên thấu đồ bên trong luôn. Con máy của anh Tú cũng vậy luôn nha. Thì tặng cho anh em mình là dây cò bóp, là mỗi máy được tặng một bộ dây cò 3 mét như thế này nha. Hàng chắc chắn cho anh em mình, có bọc ống gen là đầy đủ cho anh em mình xài cho nó bền bỉ nha. Rồi bây giờ cũng xin phép giới thiệu sơ lược về những chức năng trên máy và sau đó test máy cho anh em mình ha. Thì máy thì hai máy đều có chế độ là chống kẹp ngược, chống chập vợt, chống máy tải qua dòng, chống giật cầu ốp, chung đầy đủ tính năng cho anh em mình ha. Rồi mình cũng xin phép test con máy này trước nha, máy 12 nha. Máy này là máy chuyên thiền nha anh em, chuyên thiền công suất lớn cho anh em mình ha. Thì mặt trước máy anh em nhìn thấy ha, nó thì cọc cái này là cái cọc chống giật ha, chống giật là khi cò rớt nước là máy sẽ tự ngắt cho anh em mình nha, nó bảo đảm an toàn cho anh em mình đi một mình, phòng sự cố ngoài ý muốn. Nội thất bên trong anh em nhìn thấy nãy giờ rồi ha, cùng hai cặp khác màu điện ra anh em, hai cặp cùng màu là cò bóp nó, còn ở đây thì là dây chống giật nên lắp thêm sợi dây nữa kèm thêm để gần cái cò là nó sẽ chống giật cho anh em mình nha. Những cái dây trước đã test khá là nhiều anh em thấy rồi đó. Thì máy mình có hai chế độ ha, đánh lì và đánh trộn xung ha. Mình muốn đánh lì mình vặn hết cái volume này về đánh lì, mở lên là đánh trộn xung. Còn ở đây là công tắc chỉ cấp áp ra 10/220, thì đầu tiên về anh em cứ sạc 110 trước, nào thấy yếu hay tăng lên 220 ha. Tại vì hiện tại thì một số dùng nước của anh em mình cũng đã có phèn nặng bằng chân đó ha, và nhiễm lợ này kia các ở một cái số tỉnh khác ha. Còn An Giang thì đa phần anh em bị nhiễm tạp chất và phèn phần chân, một số anh em không biết xài, cũng có một số máy đang có tình trạng là bị hư máy đó, anh em đang gỡ dùm sửa chữa nâng cấp ha. Thì anh em lưu ý xài thì cứ áp dụng đúng nguồn nước, nước cả này thì anh em xài 110 được rồi nha, không cần lên 220 đâu. Và đằng sau thì dây kẹp nguồn là dây 6 chấm dây đôi nha, hợp đồng nguyên chất 100% để 500 không hết nha nè. Nói chung là tiền nào cũng lấy, bên em bán đồ và đáng heo chất lượng giá trị đồ ha, chứ không có bán kiểu mà đếm linh kiện đến tiền nha. Rồi test thể lực cho anh em mình tham khảo luôn ha. Còn đây là chủ nhân máy thì đã biết cách sử dụng máy với em hết rồi. Đây là chế độ đánh lì nha nè, tần số đang mức cao ha, mình hạ về đây đó, tăng lên hạ về. Còn nếu muốn đánh trộn xung thì mình mở nó một cái volume màu vàng này lên nha. Đây
rộng xung đô ti ha, anh em mở mở xung rộng xung thì xung hẹp xung rộng thì tiện nhu cầu của mình, tùy vào mực nước ha, mặt cá mình đánh. Thì anh em về đánh qua cái quy lâm tần số để tầm hướng 8 giờ 9 giờ đánh ok rồi ha. Còn tùy dùng anh em mình muốn đánh sâu hơn thì có thể tăng tần số lên. Và muốn đánh du phi thì tần số cao cao lên chút xíu. Thì tùy vào mục đích anh em mình áp dụng thôi. Rồi sẵn đây test cái chế độ mà rớt cò dưới nước đó, cho anh em mình tham khảo luôn nè. Cái cò nó có rớt nước thì mình an toàn cho người dùng ha. Đây em lấy một đoạn dây ngắn nhỏ này test cho anh em mình tham khảo luôn nha. Mình cứ lắc thêm một đoạn dây như thế này, đoạn dây ngắn bằng sợi dây cò. Ở đây dây ngắn nha, còn anh em mình xì dài cứ lắp theo bằng dây cò giùm em, để gần ở cò như thế này đó, em dù không nhất thiết phải cầm lên cũng được, với gần cũng được ha, cứ để vị trí nào mà thấy tiện lợi. Giờ đây có một cái chung nước cho anh em mình ha, nước bình thường thôi anh em. Đây nè, trường hợp anh em mình lỡ có rớt cò, ví dụ anh em mới cò để gần con dây này nè, nó đã cái cò có rớt nước thì máy sẽ tự ngắt nha. Đây trở lên rồi xà lại là bình thường nha, ngắt nè, để xuống ngắt này nha, đó nhảy ra góp lại. Cọng dây này chung là mình để gần như vậy nè, chứ không phải là câu trực tiếp thả nước nha anh em. Cứ để gần khi nào nó rớt thì là ba cái điểm này nè, thì dây cò bóp này có hai điểm rồi, hai dây một dây này nữa, chứ như là ba sợi dây này đồng thời rớt nước sẽ tự ngắt, nhưng mà rớt một trong hai thì không ngắt nha. Đây đó, dây này rớt không ngắt, nhưng mà đồng thời hai cái này rớt trước thì sẽ bị ngắt đó. An toàn cho anh em mình khi sử dụng ha. Rồi ok ha, máy này đã test ok cho anh em mình rồi đó, tất cả các tính năng đều hoạt động bình thường và sẵn sàng và đóng gói trả hàng cho anh em mình nha. Thì máy được thiết kế một cái tay sách như thế này anh em, rất là gọn gàng cho anh em mình luôn ha, di chuyển rất dễ dàng và nhìn cái nắp trong là nhìn nó sang trọng ha, đẹp. Nhưng mà mình phải bảo quản cho kỹ nha nè, chứ mà để nó chạy xước là nó xấu nha anh em mình. Về có cái túi vải rồi kia đó mình làm bảo vệ cho nó. Thì nói chung cái đó cách bảo quản thì tùy bọn anh em mình có điều kiện nhu cầu như thế nào thì mình tự bảo quản ha. Còn đây thì tiếp theo là test con máy là 8 fit IGBT auto mặn ngọt lậu phèn đập chất. Thì máy này cũng đơn giản thôi anh em, hai cọc điện ra là hai cọc khác màu, còn hai cọc cùng màu là cọc bóp phía sau này nha. Tần số đây mình lắp bên hông chỉnh mạnh yếu tần số, anh em về cứ tầm hướng là 9-10 giờ đánh trước đi, thấy yếu thì cứ thể tăng lên ha, tùy vào mực nước là nguồn nước và mặt cá mình đánh. Còn ở đây mình đánh muốn đánh lì thì mình nặng hết volume này lên, nó màu vàng nè, vặn hết về hướng mũi tên là chữ lì nè, là đánh lì là nó không nhịp đó. Còn muốn đánh nhịp thì mình thì giảm về tầm hướng 12 giờ trong khoảng này là chỉnh ok rồi ha. Từ dòng này em bán cũng thị trường cũng khá nhiều anh em xài qua thì rất hài lòng một về cái độ hiệu quả của con máy ha, những anh em phản hồi cũng khá là nhiều á. Rồi cũng tranh thủ hết sơ lược cho anh em mình thôi ha. Chung là ở em thì cũng đang chuyển mưa gió hù hù mà không biết có mưa được hay không luôn anh em ha. Cũng chung là mấy tỉnh miền Tây của chúng ta thì cũng đa phần dân cả nước luôn ha, số anh em cũng nhiều vùng cũng đang trong những cơn mưa cho nó mát ha, giữa cái nắng mùa hè như thế này ha. Rồi anh em mình lên ha, thì đang máy là 8 phép và đã hoạt động nha anh em, tăng giảm tần số đây đó. Đánh lì đây, dặn hết nó màu vàng lên rồi đánh lì nha, dặn hết lên rồi đánh lì, giảm lại nè, nhịp nè ha, nó cho băng tải 4000W ha, 2000-3000 bình thường, đây 2000-3000 luôn, vô tư nha nè, rất mượt nha. Đó thì chung đang chuyển mưa gió lắm đây nè, nghe này nghe ồn ha. Rồi ok luôn ha, thì máy đã hoạt động bình thường hết rồi nha.
thì anh em nào có xem được video có quý thì xin liên lạc trực tiếp anh em, sẽ có thông tin cụ thể với giá trị của con máy cho anh em mình tham khảo luôn ha. Nói chung mà tiền nào cũng nấy, thì bên em thì cái quy tắc thì bán theo giá trị của con máy chứ không bán kiểu mà đến linh kiện tính tiền đó. Anh em lưu ý giùm em, tham khảo giùm em cái vấn đề này ha. Trong giá cả thì anh em cứ liên lạc trực tiếp sẽ có giá cụ thể cho anh em mình, tùy mẫu tùy mã thì có khác nhau nữa nè, cũng như là bình pin cũng vậy luôn, giá cả khác nhau hết hoàn toàn, tại vì giá cả khác nhau là ở chất lượng của sản phẩm, như là pin như thế nào nè, nó nội trở có ổn định hay không, hòa mạch loại tốt hay loại thường, cái dòng xả bao nhiêu đó, và cái cũng như là mặt cân bằng chủ động, mặt lớn mặt nhỏ và ít nhiều, nói chung là tiền máy lớn máy nhỏ, mình sẽ thiết kế cái quả pin và mạch nó phù hợp cho anh em mình xài nó hiệu quả nó cao, chứ anh em đừng có nhìn mà so với chỉ số nha, không không được ha, quan trọng cái đồ đạt như thế nào nữa anh em. Thì nói chung cái vấn đề đó thì một số anh em mình nói chuyện sâu quá thì nó nhiều vấn đề lắm. Còn anh em nào thấy quý được thì cứ alo trực tiếp, em hỗ trợ cho anh em mình máy nó cụ thể, sản phẩm nó chi tiết hơn ha. Rồi cũng không làm mất thời gian của anh em mình, cũng tranh thủ gửi hàng cho anh em chiến hữu ha. Rồi xin tạm biệt anh em mình và xin hẹn gặp lại vào những video, những sản phẩm tiếp theo của anh em. À, những cái này anh em đặt bên em rồi đó, khi nào hoàn thiện sẽ cố gắng phục vụ cho anh em mình ha. Rồi một lần nữa xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào những video và những sản phẩm tiếp theo bên em nha anh em.